Hello, xin chào các bạn đã đến với video hướng dẫn chia sẻ thanh nhạc của mình. Mình là thầy Phong Hainot và hôm nay mình sẽ dạy hát hai ca khúc mà các bạn yêu cầu rất là nhiều, đó là ca khúc Bí Mật Không Tên. Bài này rất là khó nha các bạn, của Bùi Anh Tuấn nha, treo liên tục, treo liên tạc luôn. Và phải có một cái hơi thở rất là khỏe để mà giọng hát của mình nó sẽ đỡ mệt mỏi hơn, nó đạt được những cái nốt cao, nốt thấp, nốt trung hiệu quả thì chúng ta phải có những cái khoảng vang tốt. Thì lúc đó giọng hát của chúng ta sẽ thoải mái hơn, nó không bị quá nặng nề để hát được cái ca khúc này. Và sau đó là chúng ta phải nắm được những cái kỹ thuật thanh nhạc, hát làm sao để cho tình cụm, có cảm xúc nhất. Đó, hát là phải có cảm xúc. Thì đây là video hướng dẫn chia sẻ dạy hát hay, nên mình sẽ nói về mọi mặt cảm xúc. Bài này sẽ là một bài rất là khó hát. Để hát được bài này sẽ rất là khó nha. Cao độ cũng rất là ác luôn. Là bài này là để mà tenor, mà tenor thật sự là rất là no luôn thì mới hát được. Còn tenor mà nó không no, nó hơi bị ốm yếu chút xíu là nó cũng đuối luôn á. Tenor phải là rất là cao, cỡ như Bùi Anh Tuấn trở lên á. Hoặc là bạn để mà hát được bài này á thì ngoài là bẩm sinh và tenor rất cao rồi đó, thì chúng ta cần phải có những cái kỹ thuật thanh nhạc hỗ trợ. Thì kỹ thuật thanh nhạc hỗ trợ thì hãy đăng ký kênh của mình đi, mình sẽ hỗ trợ cho bạn những kỹ thuật thanh nhạc. Mình quay vẫn quay tới quay lui của trên kênh của mình cũng có một số những kỹ thuật nó rất là cơ bản thôi, nó không có đòi hỏi các bạn phải quá nhức đầu về các kỹ thuật thanh nhạc cả. Đó thì nhớ đăng ký kênh của mình nha. Rồi ở đây và sau đây là chúng ta sẽ bắt đầu vào trong bài hát, rồi chúng ta sẽ từ từ đi vào phân tích từng cái hay của nó. Rồi, okay, mời các bạn một ngụm nước để chúng ta có thể bắt đầu vô và tập trung hơn. Rồi, này là không có quảng cáo nha các bạn. Ok. Rồi bây giờ mà để hát được cái bài này á thì các bạn chú ý là các bạn phải, thứ nhất là phải hơi thở, các bạn phải thoát được thanh thoát. Mà thanh thoát á thì lúc đó các khoảng vang của mình nó mới làm việc. Và giọng falsetto, bài này Bùi Anh Tuấn sử dụng falsetto rất là nhiều nha. Bây giờ mình sẽ hát thử cho các bạn xem. Bài này giai điệu cực kỳ khó nhớ, nhảy quãng tùm lum hết. Mình phải mất 2 ngày để có thể làm quen được với giai điệu này. Ok, và thể vừa đệm hát được ha. Lạc lòng đứng xưa, ngã ba đường ngày hôm nay. Chơi vơi trong cơn đau, trong những số kiếp nhân tình. Rồi lúc mai phải chiêu buông lời nguyện thương thân, suốt đời này cũng chiêu là người đứng sau. Khó quá trời khó luôn đúng không? Cái khó thứ nhất mà mình xin nói cho mọi người biết luôn, đó là cái bài hát này mới vô thôi là nó đã đạt tới cái ngưỡng, gọi là ngưỡng giới hạn của cái nốt cao độ, giới hạn của baritone và kể cả tenor luôn. Thứ nhất là mới vô câu đầu tiên thôi là đã lên tới pha là này, tới chỗ mà đọc câu đầu tiên luôn. Lạc lòng đứng xưa, ngã ba đường ngày hôm nay. Nè, lạc lòng đứng xưa, pha mi đứng xưa. Ghê chưa? Mà lên tới nốt pha là baritone là bắt đầu đó, bắt đầu có dấu hiệu là tè 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 đuối rồi, bắt đầu có dấu hiệu là cơ thể gồng căng cứng lên rồi. Thấy chưa? Mới đầu tiên vô là quốc pha 4, mi 4. Đứng giữa mấy câu đầu tiên à. Lạc lòng đứng giữa, ngã ba đường ngày hôm nay. Nên cái quãng giọng này á, thực sự là cái quãng giọng của nữ. Mi pha đầu tiên là quãng giọng của nữ. Trời ơi là trời. À, nên vô cái là quốc phục. Hơn quãng giọng của nữ luôn. Đó. Đó thì bài này rất phù hợp với nữ nha, tại vì cái những cái nốt sâu nó còn lên câu cao dữ nữa. Rồi chúng ta mình hát tiếp theo nè. Tiếp luôn. Chơi vơi trong cơn đau,
trăm nhân số kiếp, trăm nhân số kiếp nhân tỷ hồ. Thấy chưa, rất là cao. Số kiếp, trăm nhân số kiếp. Cái chữ kiếp là lên tới là là bốn, là bốn mới câu thứ hai. Thấy chưa, đau khổ không? Bạn nào kêu mình hát bài này mình nghe thì cái điệp khúc nó không khó, nhưng mà để mà hát bài này trơn tru từ A tới Z á không khó với mình thôi. Tại vì mình tên nó là mình có cái sự tập luyện nữa, mình trau dồi nữa, còn đối với một số bạn thì rất là khó. Ok, nói thì không khó, nghe nó chảnh quá, chảnh ó. Rồi đó, thì nó phải đòi hỏi một cái sự tập luyện, cái sự nỗ lực rất là nhiều ha. Để hát một bài này trơn tru từ đầu tới cuối mà hát live á, trời ơi, thì bạn xem những cái bản live của Bùi Anh Tuấn, các bạn thấy Bùi Anh Tuấn hát xong là mồ hôi mồ kê, Bùi Anh Tuấn đổ. Mình cũng thấy thương thiệt, ai mà đi chọn mấy cái bài cao dữ vậy ta. Mình hát mà mình thấy cũng quá cao, sao cái này là tông nữ luôn rồi đó. Nên đó là vấn đề là hát mà không có kỹ thuật mà hát mấy cái bài này nguy hiểm lắm nha, coi chừng hại giọng á. Rồi ok, mình sẽ đi vô cái giai điệu của bài này ha. Ok, giai điệu bài này. Bài giai điệu bài này cũng khó nhớ. Khó, nếu mà bà vừa chơi đàn vừa hát là càng khó nữa ha. Lạc lõng đứng xưa ngã ba đường ngày hôm nay, chơi vơi trong cơn đau trong nhân số kiếp nhân tỷ. Để mình coi chữ đứng nè. Người, người đứng sau. À, người đứng sau. Chữ đứng là lên tới là 4. À, nhưng mà cái này mình phải thả. Tại vì mình có thể hát căng được những cái nốt này, nhưng mà thực sự nếu mà hát căng thì nó sẽ mất đi cái sự thoải mái mình mới vô đoạn đầu mà. Trăm nhân chấp nhận số kiếp nè, cái chữ kiếp nè. Trăm nhân số kiếp, trăm nhân số kiếp nhân tình. Mình có thể hát chest voice, đẩy cộng hưởng chest voice vào thì nó sẽ dày thôi. Trăm nhân số kiếp nhân tình, kiếp nhân tình. Hay là người đứng, người đứng, người đứng sau. Cái chữ đứng này là âm nó sẽ bị đóng nè. Đóng khoảng trên. Ông người đứng sau thì nó sẽ ok hơn ha. Còn người đứng là mình sử dụng cái phần chết thôi á. Người đứng sau, đứng sau thì nó sẽ nghe nó nặng nề hơn, nghe nó dày dặn tình cảm hơn. Hát sao cũng được, quan trọng là do cái cách mình xử lý, do cái cảm xúc của mình như thế nào vào trong bài hát. Khó nha các bạn, mới vô câu đầu tiên là nhảy lên nút la và nó treo liên tục ở cái quãng 4 ha, từ đô 4 cho tới la 4, kinh khủng khiếp. Rồi làm một lại lần nữa nha, giai điệu khó đấy, mình phải vào một cái mình vô nè. Lạc lõng đứng giữa ngã ba đường ngày hôm nay, nó rơi vào trong chữ ngã nha. Ngã à, ngã nghỉ nè. Ngã, kéo dài chữ ngã ra đó. Ngã ba đường ngày hôm nay, chơi vơi trong cơn đau. Đó, nó cái nhịp của nó là đánh xuống cái là vô nè. Chơi vơi trong cơn đau. Đó, đánh xuống cái là vô. Rồi, cái chữ chấp nhận số kiếp này là phải mở khoảng văn nha. Tại vì nó lên cao đó, mở khoảng văn. Mình có những cái video dạy hướng dẫn là tập tròn chữ và mở rộng khoảng văn, các bạn xem video để các bạn luyện tập thêm để hình thành một cái thói quen ha. Chấm nè, vô. Chấm nhân số kiếp, chấm nhân số kiếp, chấm nhân số kiếp, chấm nhân số kiếp, chấm nhân số kiếp. Bạn đừng có gồng,
mà chỉ cần nhẹ nhàng thôi. Mở khoảng vang ra. Chấm nhận số kiếp. Chấm nhận số kiếp. Kéo chữ kiếp ấy. Chấm nhận số kiếp. Khó ha, khó. Chấm nhận số kiếp. Nó hát như vậy là hát nó dễ bị bóp cái cổ họng là kiếp. No. Chấm nhận số kiếp. Mở khoảng vàng ra. Chấm nhận số kiếp nhân tình. Nhẹ nhàng. Mở khoảng vàng á. Vô. Rồi lúc ấy phải chịu buông lời nguyện thương thân. Khó ha. Rồi là câu này nè. Rồi lúc ấy phải chịu buông lời nguyện thương thân. Suốt đời này cũng chịu là. Chịu là ha. Suốt đời này cũng chịu là. Đó, thì tập cái này cho bạn nhớ được cái giai điệu, nhớ được cái độ cao. Rồi, sau đây mình sẽ cái này bài này mình sẽ chia làm hai phần nha, phần đầu với phần cuối. Đó, phần 2, hai phần, phần 1, phần 2 để bài này rất là dài nên mình sẽ đi kỹ để cho các bạn hát để tránh làm sao là gào gống lên làm tổn thương cái giọng hát của mình ha. Mỗi vàng khoảng vang. Đầu tiên phải biết cách, thứ hai là tập hơi thở. À, hơi thở, áp dụng hơi thở vào các khoảng vang đó để mở. Rồi bây giờ nè, mình sẽ tập cái âm hi ha. Phàm ơ một chút xíu nha. Để nó nhẹ nha. Ok. À. Mình hát theo ha. Để cho mình cái hơi của mình nó lúc nào nó cũng tác động lên trên cái vòm miệng của mình, nó thoát ra ngoài, thoát lên, nó mở rộng được cái khoảng vang của mình nữa. Âm thanh của mình, âm thanh sẽ thoát ha. Ok. Bài này rất là tốn hơi, rất là mệt đó, nên các bạn phải tập, các bạn phải có một cái thói quen về hơi thở, về khoảng vang rất là tốt. Sau đó chúng ta áp dụng vào cái con chữ vào trong bài hát. Rồi ok, mình sẽ áp dụng vào nha. Các bạn tập từ từ với mình, không có cần phải vội đâu. Bài này mình chia thành hai phần lận nên các bạn cứ thoải mái mà tập luyện ha, đừng căng thẳng quá. Vô. Lâu lâu. Cái khoảng vang nó đẩy lên trên đây luôn nè. Vô nè. Lạc lòng đứng giữa ngã ba đường ngày hôm nay. Chơi vơi trong cơn đau. Chẳng nhớ số kiếp. Chẳng nhớ số kiếp nhân tình rồi. Rồi lúc mấy phải chịu buông lời nguyện thương thân. Suốt đời này cũng chịu là ngươi đứng sau. Đó, nhẹ nhàng tình cảm như vậy. Rồi tập từ từ quen, hơi thở của bạn sẽ càng ngày càng đầy đặn hơn. Khoảng vang của bạn càng ngày càng chắc chắn hơn, âm thanh bạn chắc hơn là bạn sẽ hát được thôi. Ok. Bài này rất cao nha. Bariton mà nhớ hạ tông. Ok. Bariton hạ xuống cho mình là xuống còn si thứ hoặc là thứ nha. Còn si thứ hoặc là thứ, còn tenor thì nếu mà muốn đu dây điện thì chơi bài này luôn. Nhưng mà nó sẽ là một cái mục tiêu mà để mình cố gắng, mình nỗ lực mình đạt được, chứ không phải là vô tập là được liền. Thì chỉ có là gọi là bạn có bẩm sinh rồi đó, tài năng tốt đấy. Chúc mừng bạn nào vô tập là cái đã được liền luôn, là giọng bạn
không phải rằng vừa đâu. Ok. Rồi, mình làm lại cái chỗ đó. Lạc lòng đường xưa. Ok nha, tình cảm nhẹ nhàng. Từ từ thôi, hát được cái câu này đi rồi bắt cái cảm giác vào trong phần điệp khúc, bắt cảm giác vào trong phần những phần khác nữa. Cảm giác là yếu tố quan trọng nhất. Các bạn không bắt được cảm giác thì các bạn sẽ không bao giờ hát được bài hát này, không bao giờ bất kể hát được bất kỳ một bài hát khác nữa. Phải có cảm giác với cái bài nhạc đó. Cảm nhạc, cảm âm, cảm giác độ feeling vào trong này là mình sẽ cho cảm xúc vô. Ok, bước tiếp theo là mình sẽ cho cảm xúc vào. Ok, bằng sự nức nở của mình. Vô. Lạc lòng đứng xưa, ngỡ 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 ba đường ngày hôm nay trôi vơi trong cơn đau, chẳng nhận số kiếp nhân tình, rồi lúc ấy phải chịu buông lời nguyện thương thân, suốt đời này cũng chiều là đó. Cái cảm xúc nó quan trọng đó, là hát hay, hát hay bằng cảm xúc à. Mình có một cái giáo trình riêng luôn là hát hay bằng cảm xúc. Mình đang thiết kế lại bộ giáo trình nó phù hợp với mọi người nhiều hơn. À, các bạn xem, các bạn thấy hay, thú vị thì các bạn hãy đón xem và sử dụng bộ giáo trình, mua ủng hộ mình bộ giáo trình hát hay bằng cảm xúc. Chứ đừng phải hát hay là bằng kỹ thuật. Trời ơi, hát hay bằng kỹ thuật là lạm dụng kỹ thuật. Mấy cái bước đầu tiên là mình chỉ cho các bạn cái cách để cho các bạn có thể muốn hát cái này thì âm thanh phải như thế này, nhưng mà muốn hát hay thì câu chuyện là nức nở vô. Rồi lại một lần nữa nha, mình đi hơi kỹ khúc đầu một chút xíu. Ok, nức nở vào, các bạn ráng cảm nhận cái sự nức nở tình cảm và sự thoát âm thanh của kỹ thuật. Ok, vô. Lạc lòng đường xưa, ngã ba đường ngày hôm nay. Cái chữ ngã của mình nè. Ngã ba đường ngày hôm nay. Đó, vô nha, vô luôn. Ngã ba đường ngày hôm nay trôi vơi trong cơn đau, đẩy cơn xúc lên nè. Để rồi đau, chẳng nhận số kiếp nhân tình. Tự nhiên cảm xúc nó làm cho cái âm thanh của mình nghe nó hay hơn, bén hơn, độc hơn á. Chỗ nào cần mạnh là mạnh, chỗ nào cần nhẹ là nhẹ. Rồi lúc mấy phải chịu buông lời nguyện thương thân, suốt đời này cũng chịu là người đứng sau. Ok, rồi bây giờ mình qua cái phần vẫn cái cách đó và mình kéo qua cái phần điệp khúc nè. Phải giữ cảm xúc nha, nức nở nào. Vô. Vì đâu giờ đây lòng này quá yếu mềm, và giờ khi chiếc mặt nạ ai phải hằng đeo phải buông dần. Em sẽ thấy anh tội lắm, em sẽ thấy tất cả nỗi đau anh chịu cho em. Ok, mệt luôn, hát bài này chóng mặt, thi quá. Rồi, thì để bây giờ mà để mà tập được cái kỹ thuật thoát âm thanh nhuần nhục thuần thục như vậy, cộng thêm cái cảm xúc nữa, thì nó lại là hoàn hảo rồi đấy. Nó là hoàn thiện trong cái giọng hát của mình rồi đấy.
đâu cần phải tập nhiều. Trời ơi, mình thấy các bạn là tập kêu là tập rung, là tập luyến, là tập lấy, là tập hấy, là tập staccato, tập lê thôi. No, hát làm sao cho thoát được âm thanh ra ngoài và đặt được cái cảm xúc của mình, thoát âm thanh để làm giọng cho mình nhẹ hơn, thoải mái. Nôm na là hát làm sao cho cái giọng mình nó thoải mái nhất, rồi sau đó là cộng thêm cái cảm xúc nữa là thành công. Đấy, mình đang áp dụng nó thôi và mình thành công rất rõ ràng. Nếu mà mình hát bản năng của mình ngày xưa là nói thiệt chứ nãy giờ là mình đuối rồi. Nãy giờ là mình đuối rồi. Vừa nói vừa hát kiểu này là đuối chắc luôn. Nhưng mà mình không hát bằng bản năng, mình hát bằng sự kinh nghiệm. Đó, ok nha các bạn. Vô. Rồi, ok. Lạc lòng đứng giữa. Rồi mình sẽ đi lại một lần nữa nha. Cái điệp khúc thì rất là dễ nhớ về giai điệu rồi. Cái phần đầu tiên khó mình để kỹ. Và cái cảm giác để hát được bài này, từ thoát âm thanh, từ hát thoải mái cho tới cái việc là đặt được cái cảm xúc vào trong bài hát này thành công. Đó, thì hôm nay mình sẽ đi phần này thôi, cho thật chắc mình sẽ làm lại. Các bạn nào chưa quen thì các bạn tập hi hi trước. Ok, mình sẽ hi hi cái phần điệp khúc này cho các bạn quen nha. Để âm thanh bạn thoát. Thoát thoái. Nó lúc nào thoát nó không có bị nghẹn lại là do hơi thở của mình hát rất là control, rất là thoải mái được, và các khoảng vang của mình nó tác động. Mid voice làm việc nè, falsetto, mid voice và kết hợp luôn cả head voice. Trong mid voice chắc chắn có head voice rồi, trong mid voice là chắc chắn có chest voice rồi. Đó, nó một cái sự gọi là cái sự nỗ lực tập luyện để bất cả mọi thứ nó cân bằng, các kỹ thuật nó cân bằng lại với nhau thì nó tạo thành âm thanh thoải mái khi hát. Vậy thôi, đơn giản, giống như mình đang nói chuyện một cách rất là thoải mái. Đó, thì mình sẽ hát làm sao cho thoải mái nhất. Có đâu thế đâu. Ok, và mình ráp cái con chữ nó vô nè. Lạc lòng đứng xưa vô. Lạc lòng đứng xưa. Quên, cảm xúc nức nở vô. Vô. Lạc lòng đường xưa, ngã ba đường ngày hôm nay, trôi vơi trong cơn đau. Đẩy cảm xúc lên. Nước lửa. Trong nhân số kiếp nhân tỷ hơi. Rồi lúc mây phải chiêu buông lời nguyện thương thông. Suốt đời này cũng chưa là người. Đẩy cảm xúc lên là người đứng sau. Cảm xúc nó làm cho mình giữ hơi cũng tốt hơn. Đúng không? Hai, vô, đẩy lên. Vì đâu giờ đây lòng này quá yêu mềm. Và giờ khi chiếc mặt nạ anh hằng đeo phải buông sơn. Em sẽ thấy anh tội lắm. Em sẽ thấy tất cả nỗi đau. Ai chịu cho em. Và mưa đừng rơi lòng này thêm cõi lâu. Và hoa đau đớn để giờ anh phải buông trôi tất cả. Đâu còn gì đâu mà nhớ, đâu còn gì đâu mà phán phương. Giấc mơ giờ có thương. Đó, quá dữ không? À. Phần này là mới vô đề 3 thôi chứ chưa có khó khăn, đoạn sau nó còn khó hơn nữa, nó dập liên tục luôn.
bài này nó treo lốt cao liên tục, bài này trong nữ hát nhiều khi còn quải quải với bài này đó, chứ còn mình là trong nam là mình vô là mình quá quải với cái bài này luôn. Hên là mình có kỹ thuật, đúng không? Hên là mình có kỹ thuật, hên là mình có cái kinh nghiệm trong ca hát đó, chứ không thôi là tè le tè le 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 kiểu này là vào à đâu đơn để giờ ai ngần đêm trôi tất cả banh giọng luôn. Thì mình sẽ hát theo kiểu là vì đâu giờ đây lòng này quá yếu mềm, mặt nhăn như khỉ. Thì nó mới có nhiều cảm xúc chứ, hát là mặt đẹp quá là model rồi, chụp ảnh. Còn mình hát là đương nhiên là mình phải đặt hết cảm xúc. Cảm xúc đôi khi cặp mắt của mình là nó long lanh bởi vì mình đang muốn khóc. Mình đã có sự đau đớn. Đó là trải nghiệm. Đó là trải nghiệm, đó là cảm xúc thật. Đó là sự dấn thân vào trong bài hát đó, đúng không? Hòa mình vào nó. Thì cái đó, cái cảm xúc nó là giúp cho mình hát hay hơn. Chứ không phải là cứ áp dụng các loại kỹ thuật vào trong bài hát là bạn sẽ hát hay. No, nó giúp cho bạn hát được bài hát đó. Theo nhiều định nghĩa của mọi người thì có thể giúp cho bạn hát tốt bài đó. Có thể là hát hay hơn so với những gì mà với mình không có kỹ thuật thôi. So với kỹ thuật thôi. Nhưng mà để hát một cái bài hát mà nó mà đúng với chữ hay thật sự là nó phải đi được vào tim của người nghe. Để nó chạm tới cái tim của chính bản thân mình và nó chạm tới tim của người nghe, nó chạm tới cái nỗi đau của cái sự của cái người trong cái câu chuyện đó, vân vân, nó có những cái yếu tố đó. Thì cái đây nó quan trọng lắm các bạn. Thì các bạn tập luyện ca hát là phải hát làm sao cho hay, đừng tập kỹ thuật nhiều quá. Mình là một người ngày xưa đã dấn thân vào con đường kỹ thuật và mình thực sự mình đã mất giọng, mình đã từng mất giọng bởi vì mình dấn thân vào con đường kỹ thuật quá nhiều. Kỹ thuật tập đúng tập đủ là được ha, còn hát làm sao cho chảy hết cái lòng, cho cái giọng của mình nó chứa nhiều cảm xúc. Vì đâu giờ đây lòng này quá yêu mềm, vào ở đâu đớn để giờ ai phải đâu đã đâu còn gì đâu mà nhớ, đâu còn gì đâu mà phấn vương ai chiều cho em giờ đây. Đó, thế như bài hát hết cả cõi lòng của mình ra thì Bùi Anh Tuấn thành công được với bài hát này. Đó là Bùi Anh Tuấn hát hết cõi lòng của mình. Cậu Tuấn là một cậu rất là nhiều cảm xúc, tình cảm sướt mướt. Hay ở chỗ đó thì các bạn phải thấy được, không chỉ ở giọng hát, Bùi Anh Tuấn nói về mặt kỹ thuật thanh nhạc, Bùi Anh Tuấn chỉ là bản năng. Tôi tuyên thề là như vậy, chỉ là bản năng. Bản năng cậu ấy rất tốt, khen. Không dám một từ chê nữa. Tôi còn đâu có được cái bản năng như của Bùi Anh Tuấn đâu. Đúng không? Bản năng cực kỳ đỉnh. Nhưng mà nói về cái sự tập luyện, cái sự trải nghiệm đời về kỹ thuật thanh nhạc, Bùi Anh Tuấn chưa nhiều. Nhưng mà Bùi Anh Tuấn có một cái hay cực kỳ hay mà tất cả những người ca sĩ chuyên nghiệp đều phải có, bắt buộc phải có chuyên nghiệp ấy. Đó là cảm xúc, đó là nỗi buồn, đó là cái sinh ra nó có một cái sự trải lòng trong âm nhạc, đưa cái cảm xúc vào trong giọng hát, vào trong âm nhạc. Khi họ hát họ hết mình lắm, kêu dừng đi đừng hát nữa, vẫn nhắm mắt lại hát tiếp, hát phiêu, mở mắt ra hát luôn mà hát không biết là ủa nhạc dừng rồi hả, khán giả kêu mình dừng rồi đó hả. Mức độ như vậy đó các bạn. Người ta hòa mình vào trong âm nhạc, người ta trải lòng âm nhạc, người ta có một cái nỗi buồn mà thật sự không ai có thể biết được, chỉ có họ biết được thôi. Đó là cái hay của một người nghệ sĩ. Vậy muốn hát hay hãy khai thác cái cảm xúc của mình, khai thác tới tâm hồn của mình nha các bạn. Ok, đón xem phần 2 với ca khúc Bí Mật Không Tên. Phần 2 sẽ rất là khó hơn ha các bạn. Tập kỹ cái này thật là kỹ đi, hòa mình vào cảm xúc đi, rồi quay lại phần 2 chúng ta cùng nhau chơi tiếp và chinh phục ca khúc Bí Mật Không Tên này. Hẹn gặp lại với những video tiếp theo. Bye bye, xin chào. Cảm ơn mọi người đã xem video, nhớ đăng ký và like kênh của mình nhé.